Cho bé cái kim về Hiền ơi. Vị khác xưa đó. Ăn gì? Ít hồi xưa đãi. Điện tiếp à. Cầu cầu trắng trắng như đó nặng hết dung lượng rồi. Yeah.
thì ráng chịu khó lên cho đôi xíu nữa thôi nha. Con làm mấy hộp này. Máy cọc máy làm cho xong luôn. Cái gì vậy?